people here. We're gonna leave the town now. Shit. Ned. Các bạn cẩn thận, trong đó dưới đường này còn học sinh. Dẫn tụi nó ra. Đi ra, mau lên. Các bạn nghe đây, người chúng ta cứu là người đàn ông mập mạp quốc tịch Trung Quốc, có đâu, có thấy không? Dạ không thấy. Sếp bạn, ông ta có đặc điểm gì không? Cái gì đặc điểm chứ? Lố bịch, thiệt là lố bịch. Bẩm chất của ông ta tốt không? Kiều kiếm vợ xong hỏi bẩm chất chứ. Thằng nào hỏi mày bà vậy? Có phát hiện gì không? Tất cả lớp học lục soát hết rồi. It's all fucking up out there. Oh dear. Move. Nè anh bạn, anh là Châu Tinh Tinh, Kiều Sếp Châu. Dạ sếp Châu. Có thấy mình thấy Tường không? Dạ ai? Jambo. Ai là Jambo? Ai vậy? Chủ nhiệm quân đạo. Chủ nhiệm quân đạo nào mà ngủ đây? Kéo ra đánh. Yes sir. Kéo ra đánh. Dạ đi 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 Điện đi cài mau. Sếp Châu à, tính sao đi? Khi ra ngoài cấp cứu. Vậy còn anh? Cứu người mau đi. Sếp Châu, tôi yểm trợ các anh. Chuẩn bị. Chạy. Thank you.
sùng đi bán phúc cài. Anybody still alive? Có mà dính gì ngô tài lũ. Mày có dính hồi đồ chùi hồi đồ kỳ phòng rồi, over. Nhưng mà sao đâu, over. Over. Vậy, 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 hello. Peace! Xe à, chưa đây. No weapons, please. And the handgun? Ah, easy. Very nice. Turn around. Why? Because I want you to turn around. What? Chú không sao chứ? Không sao, không sao. Viên đạn đó đâu rồi? Mày để ở đâu? Để con sau lưng. Vậy ông lưng rồi. Mày đã trúng đạn hả? Hồi nãy mày gắn nó phải không? Tên à, làm người thì phải trung trực thiệt thà chứ. Đừng có tối ngày mà lừa gạt người ta. Đừng có nói nhiều nữa, tôi đau đớn quá đi. Tao kêu xe của tôi. Khoan đã. Tại sao? Tôi vẫn có tối nguồn tới mà. Tôi lãnh công mới đi chứ. Mày lại hâm mộ hư vinh. Ngon cái gì? Không phải sao? Anh không phải là cảnh sát, tôi phải bắt ảnh. Tất cả hành động của Châu Tinh Tinh đều do con cọp của tổ trọng án Tàu Đạt quê này. Đừng làm thất lễ. Sếp Đạt, có chuyện gì tôi phụ trách? Thật ra lần này các người làm rất tốt, không một sinh viên nào bị thương cả. Thank you sir. Nhưng mà sếp đã hứa là tổ trọng án không có nhúng tay vào mà. Đâu có. Có. Nè, có cả sự dự lệnh này nữa nè, ông xem coi. Ai làm tôi càng ngày càng ghét anh. Qua wow, cái lựu đạn kìa. Khốn nạn, cản trở tao nói chuyện. Đừng tưởng rằng chết rồi khỏi bị bắt. Không nói lại. Anh chàng nào để tôi ra ngoài trước? Về văn phòng nói chuyện. Cảm ơn. Lần này anh hại chết tôi rồi. Sếp,